Chuyện Việt Kiều về quê. Ồ, thay đổi nhiều quá. Vâng, 30 năm rồi, giờ chú mới quay lại chốn này mà. Thế chuyện chú nhờ cháu thế nào? Dạ, chủ nhà vui vẻ đồng ý rồi ạ. À, ngay bây giờ chú cháu ta có thể quay trở lại thăm ngôi nhà trước đây gia đình chú đã từng sống. Cảm ơn cháu nhé. Chú làm phiền cháu quá. Dạ, không có gì đâu chú. Thế em đâu mà không về cùng chú ạ? À, giờ thằng bé trưởng thành rồi lập gia đình, hằng ngày bận rộn, chẳng có thời gian cho ông già này nữa cháu ạ. À, một mình chú về chơi, ôm lại chút kỷ niệm ngày xưa thôi. Chúng ta vào thôi chú. Mới thế mà thấm thoát đã mấy chục năm, ngôi nhà vẫn vậy, không khác xưa mấy. Chú có vào bên trong nhà không ạ? À, để cháu vào báo với chủ nhà. Thôi, không cần phiền họ đâu. Chú muốn ra thăm lại khu vườn và ngồi lại đó một lát thôi. Vâng ạ. À, khi xưa chúng chỉ bằng bắp tay người, mà giờ đây đã thành những cây lớn cả người ôm không xuể. An, cẩn thận kẹo ngã đó con. Dạ, ba ơi, ba ra chơi với con đi ba. Ba đang bận chút, con chơi một mình đi nhé. À, đúng rồi. An, con đang làm gì đó? Trời ơi, con có biết đây đều là những cây cảnh quý ba đã chăm sóc nhiều năm nay rất vất vả không? Cây phải đẹp không tì vết, khách hàng người ta mới mua, con có biết hay không hả? Ba, con muốn nói là con rất... Con thật là ba phạt con đứng suy nghĩ về việc sai trái mình đã làm. 3 tiếng sau mới được vào nhà, nghe rõ chưa? Vâng ạ. À, cây ơi, tao xin lỗi mày. Cây đã to lớn, cái cây ngày nào giờ đã cao lớn thế này. Con rất yêu ba. Con ngựa xám. Ngày xưa, tại một làng dân da đỏ du mục, có một bà cụ sống cùng với người cháu trai nghèo. Họ ở trong túp lều sập sệ và nhặt nhạnh những gì người khác bỏ đi để mưu sinh. Bà ơi, chắc bà cháu mình lên đường thôi. Những người trong làng họ đi được một lúc rồi. Bà xong rồi đây. Mà lần này chuyển đi đâu hả cháu? Lần này lại du mục lên mạn núi phía Tây bà ạ. À, bà xem, con ngựa này cũng khốn khổ như bà cháu ta. Hãy cho nó gia nhập vào gia đình mình nhé bà. Ít ra nó còn có thể mang giúp ta ít đồ đạc. Cháu nói phải lắm. Nào, hãy uống chút nước đi, chúng ta còn phải đi một quãng đường dài đó. Có ngựa xám cùng đi, hai bà cháu lần đầu tiên đuổi kịp bộ lạc, kịp dựng túp lều tạm ở bìa làng trước khi trời tối. Trong đám trâu sống ở rừng này, có một con nghé hoa
tù trưởng đã tuyên bố sẽ gả con gái cho người nào lột được da con nghé. Ngày sớm mai, cuộc săn nghé sẽ chính thức diễn ra. Cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Tôi sẽ chuẩn bị con ngựa tốt nhất để đi săn con nghé đó. Mình cũng sẽ thử sức, dù chỉ là với chú ngựa già yếu này. Xem ai kìa, dũng sĩ Sam đi săn trâu trên con ngựa mới đẹp làm sao. Mặc kệ kẻ nghèo rớt, bất tài đó, mau tiến hành cuộc săn đấu này thôi. Anh đừng buồn, ta sẽ giúp anh. Trời, ngựa có thể nói sao? Điều quan trọng bây giờ là anh hãy làm đúng những lời ta dặn. Khi cuộc săn bắt đầu, anh nhớ lùi lại sau mọi người là được. Ngựa hết sức kinh ngạc, nhưng chàng trai nghèo vẫn làm theo những lời ngựa xám dặn. Họ đều có những con ngựa khỏe nhất, nhanh nhất. Làm sao ta có thể đến trước được khi còn chạy sau họ nữa chứ? Ngựa xám phục biến thành chú tuấn mã tuyệt đẹp. Chẳng mấy chốc, nó đã đưa chủ nhân đến bìa rừng bên kia, lãnh địa của nghé hoa. Bộ lông nghé hoa cuối cùng đã thuộc về chàng trai nghèo. Anh hạnh phúc chia sẻ với bà về chú ngựa xám kỳ diệu đã mang về chiến thắng cho mình. Ngựa cũng đẹp đấy, nhưng tù trưởng còn lâu mới gả con gái cho chú mày. Ông ấy chỉ muốn một trong số bọn ta, những trai tráng dũng mãnh nhất thắng cuộc thôi. Mày đã bao giờ tham gia trận đánh nào với bọn ngoại tặc xâm lấn bộ lạc chưa hả? Và mày có gì ngoài con ngựa này hả? Đến manh áo trên thân cũng rách bươm. Liệu hồn đấy, nhỏi nhép mà dám qua mặt con này. Chắc cháu không đem bộ da nghé đến nhà tù trưởng nữa đâu bà. Ta sẽ nói cho anh cách để chứng tỏ anh là một dũng sĩ can đảm, có khả năng bảo vệ bộ lạc. Sáng mai sẽ có một đám người đến tấn công bộ lạc của anh. Hãy cưỡi trên lưng ta, dùng tên bắn trúng thủ lĩnh và hai phó lĩnh. Chỉ như vậy thôi, nếu anh bắn hơn, anh sẽ hối tiếc đấy. Hôm sau, mọi việc xảy ra y như lời ngựa xám. Mới sáng sớm, bộ lạc đã bị tấn công ồ ạt. Chúng ta còn chưa phân công lại đội ngũ tự vệ, mọi người mau tháo chạy đã. Đúng thế. Chàng trai nghèo vô cùng hãnh diện với chiến công của mình. Anh quên đi mất lời ngựa xám dặn dò. Ta đã hạ được 3 tên cầm đầu, có gì không hạ hết những kẻ còn lại? Cơ hội để ta chứng tỏ sức mạnh với đám trai làng không hách kia là đây. Đám người xâm chiếm cuối cùng cũng rút lui, nhưng ngựa xám đã nằm xuống, khiến chàng trai trẻ đau xót vô cùng. Anh đã làm trái lời tôi dặn rồi, nhưng anh rất tốt với tôi, không bỏ mặc khi thấy tôi là con ngựa già yếu, nên tôi không đành lòng bỏ anh. Việc vừa rồi anh định hạ hết 8 người Sion để chứng tỏ sức mạnh chẳng đúng chút nào. Sức mạnh đến từ đầu óc và trái tim anh kìa. Cái đó mới khiến người khác thán phục anh. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tất cả số ngựa này thuộc về anh. Hãy tự tin đến hỏi cưới con gái tù trưởng. Cảm ơn ngựa nhiều lắm. Chàng trai nghèo cuối cùng đã lấy được con gái tù trưởng và chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ để trở thành người đứng đầu bộ lạc tương lai. Cỏ ba lá và niềm tin. Đăng ơi, đi học thôi. Phương đợi xíu, tớ ra ngay đây. Nhìn này, quà sinh nhật sớm của ba tớ đấy. Ôi, chiếc đồng hồ đẹp quá. Ba cậu thật là khéo chọn. Đồng hồ của cậu đâu hả Đăng? Chết rồi, đồng hồ của tớ ở đâu mất rồi? Nhưng cậu bình tĩnh nhớ lại xem, cậu đã cởi đồng hồ ở đâu? Hình như là lúc tớ thay đồ thể dục. Tớ nhớ rồi, tớ đã để quên ở phòng thể dục.
vậy chúng ta quay lại phòng thể dục tìm xem sao. Chết rồi, tớ nhớ là tớ để quên ở đây mà. Tìm hết rồi mà chẳng thấy đâu, chắc là mất rồi. Nhưng là cậu đừng buồn, biết đâu có bạn nào trong lớp đang giữ hộ cậu thì sao. Số tớ đen đuổi lắm, từ bé tớ đã hay đen đuổi rồi, nên tớ nghĩ lần này chắc cũng vậy đấy. Ai chẳng có lúc đen đuổi chứ, có ai mà lúc nào cũng may mắn đâu. Nhưng lần này cậu hãy chờ xem sao đã. Cậu còn nhớ chiếc dây chuyền chị hai tặng tớ trước lúc chị ấy đi lấy chồng không? Lúc đó tớ mới đeo được 2 hôm rồi bị mất, mà tớ còn chẳng nhớ là mất khi nào nữa. Cậu cũng biết là tớ đen đuổi nhất lớp. Hôm nào học thuộc bài chẳng sao, cứ hôm nào tớ học qua loa là bị gọi lên bảng trả bài còn gì. Thì tớ thỉnh thoảng cũng vậy mà. Cậu cũng biết là tuần vừa rồi tớ đi thi cuối kỳ môn thể dục, đáng lẽ tớ đã qua với số điểm cao nhất lớp, thế mà tớ đen đuổi bị ngã rồi phải đợi thi lại. Không chỉ thế, còn bao nhiêu chuyện đen đuổi trước đấy nữa. Thế nên tớ nghĩ mình chẳng bao giờ gặp may mắn đâu. Chiếc đồng hồ chắc mất luôn rồi. Đăng, Đăng, cỏ ba lá kìa. Cậu đúng là cái đồ con gái. Cỏ ba lá thì có gì hay ho chứ. Cậu không biết à, người ta nói cỏ ba lá sẽ đem lại nhiều may mắn lắm đấy. Cậu giữ đi này, biết đâu ngày mai chiếc đồng hồ sẽ quay lại với cậu. Cả lớp chẳng ai nhặt được chiếc đồng hồ cả. Vậy là mất thật rồi. Số mình thật đen đuổi. Đăng ơi, chiều qua cô lao công đã giữ chiếc đồng hồ cho cậu đấy. Mau đi gặp cô ấy, lấy lại đồng hồ đi. Thật hả? Tớ đi ngay đây. Cảm ơn Phương nha. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, lần sau cháu nhớ giữ đồ cho cẩn thận nha. Chiếc cỏ ba lá Phương tặng mình đúng là đem lại may mắn thật. Đăng ơi, ra xách đồ giúp mẹ với. Mẹ mua gì mà nhiều đồ thế, lại toàn đồ nặng nữa. Ừ, này ở chợ nhiều đồ khuyến mại, mẹ thấy tiện nên mua. Có túi bột giặt 5 cân, thấy bảo có bốc tem trúng thưởng hay sao ấy, mẹ thấy người ta quảng cáo. Túi bột giặt này hả mẹ? Để con xem. Mẹ ơi, trúng một chiếc lò phi sóng này mẹ. Lần đầu tiên con gặp Mai khi bốc tem trúng thưởng này. Dạ bố anh, đừng có mà đùa mẹ. Lần này con may mắn thật mà, mẹ xem này. Ôi, thế thì hay quá. Có phải chiếc cỏ ba lá đem lại may mắn cho mình không nhỉ? Ôi, chiếc cỏ ba lá cứ như lá bùa đem lại may mắn cho mình ấy. Sao mình không thử mua vé số nhỉ? Biết đâu mình bỗng trở nên giàu to cũng nên. Số tiền mình vừa đập lợn chắc đủ mua 20 vé. Cô ơi, cô bán cho cháu 20 tờ vé số. Số mình đang hên, kiểu gì chẳng trúng. Này, hôm qua tớ vừa mua vé số, lúc nữa có kết quả rồi, để xem trúng bao nhiêu số nào. Trời, sao cậu mua nhiều thế? Cậu có chơi vé số bao giờ đâu. Cậu quên là tớ có cỏ ba lá hộ mệnh rồi hả? Đến giờ công bố kết quả rồi, hồi hộp ghê. Đăng này, cậu để tớ yên, để tới giờ kết quả xem sao đã. Ê, chẳng trúng số nào cả. Tôi mất tiền tiết kiệm rồi, có khi nào số tớ lại đen đuổi trở lại nữa không? Thật ra tớ muốn nói với cậu một điều, là cây cỏ ba lá tớ tặng cậu lúc đó, tớ nói nó mang lại may mắn để trấn an cậu. Chứ cỏ ba lá đem lại may mắn thật hay không, tớ cũng không biết nữa. Vậy chuyện tớ may mắn nhận lại được chiếc đồng hồ không phải do cỏ ba lá hay sao? Tớ xin lỗi đã nói dối cậu, nhưng có một điều cậu cần biết rằng, trên cuộc đời này ai cũng sẽ gặp những chuyện không may. Nếu ta luôn nghĩ lạc quan thì chuyện đen đuổi sẽ qua nhanh hơn và may mắn sẽ mỉm cười. Tớ hiểu rồi, tớ vẫn sẽ trân trọng cây cỏ ba lá này. Mỗi lần nhìn nó, tớ sẽ nhớ tới lời cậu nói và sống lạc quan hơn. Tớ cảm ơn cậu nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.